Lại là mình Sonic Review đây, chào mừng cả nhà thân thương. Nhắc lại xíu nội dung phần trước, sau khi phát hiện đại lục gương tân lập, một mình mạo hiểm xông vào khám phá cuộc chạm trán đầu tiên với thiếu chủ Lôi, kết quả ra sao chắc cả nhà cũng đã biết rồi. Nào chúng ta cùng bắt đầu phần 39 thôi. Lúc này lại một nhóm người nữa tiến vào đại lục gương, nhóm người Tần Lập phân vân nhìn về phía trước, rõ ràng đây là một cơ duyên, không đi thì tiếc quá. Lần đi đến đại lục này cực kỳ nguy hiểm, Tần Lập muốn đi một mình. Nhưng địa cầu tông nằm ngay bên dưới phiến đại lục đó, sợ rằng sẽ có rất nhiều phiền phức, đành nhờ nhóm người Vũ Phi bảo vệ tông môn thay mình. Nói xong, Tần Lập phóng lên một cái, phía trước là đại lục gương, lực hấp dẫn vô cùng mạnh, ngay cả men chính cũng không khống chế được tốc độ, lập bị hút vào bên trong. Một pha hạ cánh đi vào lòng đất, cả người nam chính tả tơi Summit, linh lực tiếp xúc cực mạnh, đất đá liền nứt ra, khói bụi bay mù mịt. Hai tên thổ dân của phiến đại lục cứ ngỡ Tần Lập là hung thú hóa hình, mắt mũi xanh lè kinh sợ, vội vô lên chạy mau anh em ơi. Vừa dứt lời, hai thanh niên thổ dân chạy nhanh hơn cả bóng của mình, để lại phía sau Tần Lập ngớ người, chưa kịp hỏi chút tin tức đã phắn như tên lửa rồi. Tần Lập tốc biến cái véo xuất hiện ngay trước mặt hai tên thổ dân vừa nãy, chúng đang bay liền bị té bổ nhào xuống đất. Xung quanh đây có rất nhiều cỗ linh khí đang dao động, không chỉ có một người men chính vô cùng cảnh giác. Bỗng một giọng nói vang lên, cầm bảo bối rồi còn muốn chạy sao? Thanh niên tóc vàng đang ân ân ái ái với hai mỹ nhân bên cạnh mà xuất hiện một cách hoành tráng, đó chính là thiếu tông chủ Huyền Cơ Tông, Huyền Diệp. Một tông môn cường đại mà ngay cả võ giả phá thiên cảnh đỉnh phong chỉ xứng làm cu ly, nữ nhân xinh đẹp thì làm sugar baby. Hậu vệ cũng là cảnh giới luân hồi cảnh, một trong ba tên vung kiếm, khí thế bá đạo cùng linh lực dồi dào đánh về phía Tần Lập. Men chính nghĩ trong bụng, mới chỉ một lúc mà đã dẫn đến nhiều người như vậy, nơi này không nên ở lâu, đánh nhanh thắng nhanh rồi rút đi thôi. Tam Liên Quyết cũng ngay tức khắc được thi triển, ba tên hộ vệ đứng bất động không thể làm được gì dưới tác động của những chú văn từ hoa sen tỏa ra. Huyền Diệp thấy thế vẻ mặt hơi bất ngờ liền nói, thật thú vị, không ngờ ở cái đại lục này lại có thể gặp được một nhân vật như vậy. Đáng tiếc gặp phải bổn thiếu gia, ngươi tự phế tu vi rồi bỏ qua đây, ta có thể tha cho ngươi một mạng để ngươi làm ô sinh của ta. Tần Lập không chút dao động hay sợ sệt trước cường giả sinh tử cảnh, cũng còn chưa đủ tư cách đánh với cậu ta. Kim Liên Đế Ấn không biết hình thành từ khi nào lập tức đè xuống phía dưới đầu tên Huyền Diệp. Đất đá bên dưới biến thành một cái hố to, hắn cũng bốc hơi luôn, một suất định cư ở âm tàu địa phủ trong một hơi thở. Lúc này sinh tử bài trong tay tông chủ Huyền Cơ Tông, Huyền Chiến cũng nứt ra. Hắn đã có mặt tại hố bom nơi Tần Lập xây mồ cho con hắn yên nghỉ, là kẻ nào dám giết con ta, dám đụng đến Huyền Cơ Tông rõ là chán sống rồi. Huyền Chiến giận run người, tay nắm chặt lệnh bài bóp nát thành từng mảnh. Lão trở nên điên loạn, trong mắt tràn ngập sát ý, đều đã đến rồi thì bồi táng cho con ta đi. Đám người hống chuyện bên trên hố bom chạy thục mạng, không kịp chân chối trước một quyền của lão ta, cả đám bị hắc khí trùm lấy, sinh mạng ngắn ngủn bốc nhanh hơn cả hơi nước. Tần Lập sau khi giết Huyền Diệp vội rời đi, hiện giờ đang ở trong một khu rừng rậm, men chính bước trên con đường nhỏ hoa cỏ ven đường đua nhau khoe sắc, cảnh đẹp hiện ra. Nhưng Tần Lập nào có tâm trạng thưởng thức, xung quanh đây có không ít võ giả rồi cu cậu đứng lại. Trước mắt Tần Lập hai tên thổ dân trong lùm lù lù bước ra, cây này là ta trồng, đường này là ta mở, muốn đi qua chỗ này phải nộp phí mãi lộ. Mau đem nhẫn của ngươi ra đây cho ông nhanh. Hai tên chưa kịp nói xong, bỗng một cỗ linh lực luân hồi cảnh phọt tới, hai tên há hốc mồm né tránh. Tên tiểu tử, sao ngươi không có chút võ đức nào vậy, ta còn chưa nói xong, nếu đã như vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Nói xong hắn thi triển vũ hồn chuột cống heo đen xì như chó mực ra khè. Ba con chuột đều hợp kích tạo thành một kết giới nhìn tựa màn nhện vây lấy Tần Lập. Kết giới này ngoại trừ cao thủ cảnh giới sinh tử cảnh trở lên mới phá được, tiểu tử ngươi chết chắc rồi. Tần Lập không chần chừ móc ra một cái zippo hơi nóng ba cây châm, đám chuột bên kia bắn đầu xoắn não, ngươi định làm gì, các ngươi đoán xem. Vừa nói Tần Lập tay đã vung ba cây châm xuyên qua kết giới đánh một vòng uốn quanh, phập vào mông đích một con chuột gáy to nhất trong đám. Hắn la cẩn cẩn đau điếng người không thể tả được. Sau khi cả ba con chuột bị đánh bại, chúng khai linh tuyền sinh tử cảnh ở phía trước, không xa lắm chỉ cần uống một ngụm nước suối này, có thể khiến võ giả luân hồi cảnh đỉnh phong bỏ qua tất cả các yếu tố khác, nhanh chóng đột phá lên sinh tử cảnh. Tần Lập nghe xong liền kêu bọn chúng dẫn đường đi, phía trước mặt đám người men chính xem ra có đánh nhau, tiếng động lớn rất dễ phát hiện. Động tĩnh lúc nãy do giao chiến giữa một con kim long và một số dân bản địa vì tranh một gốc linh thảo mà đụng phải linh thú thủ hộ ở đây. Hôm nay xem ra họ sợ là lành ít dữ nhiều. Lúc này kim long cùng bạo bắn ra vô vàng linh thạch kim sắc về phía đám người thổ dân. Họ thi triển linh lực tạo thành một mai rùa kết giới ngăn cản công kích từ kim long kia. Tần Lập nghe đến tên linh thảo cấp 9 huyền linh thảo, không ngờ đến trên đường đi tìm linh tuyền sinh tử cảnh lại gặp nó ngoài ý muốn. Men chính liền kêu ba con chuột cống ở đây đợi, nếu dám chạy thì hậu quả chúng cũng biết là gì rồi. Căn dặn xong, Tần Lập lao ra véo một cái đã xuất hiện trước mặt Kim Long. Đám người đang đứng gần đó không biết người này là ai vậy mà dám một mình đối đầu với Kim Long. Kim Long gào thét, ồ lại thêm một tên không sợ chết nữa. Miệng nó chưa kịp khè ra thì ăn ngay một cú giậm long trời lỡ đất của Tần Lập ngay giữa sóng lưng. Cơn đau quằn quại, nó lăn đùng ra đất rơi nước mắt, chảy nước miếng, ôi đau 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 quá mẹ ơi. Tần xong một cước, men chính bước tới mặt Kim Long, nghe nói ngươi có một gốc linh thảo. Kim Long suýt ị ra một bãi, đại hiệp tha cho Tiểu Long một mạng. Không chỉ huyền linh thảo, tất cả bảo vật của Tiểu Long đều dâng lên ngài hết. Tần Lập đứng chống cảm ngẫm nghĩ một lúc, con rồng này đúng là không nên bỏ phí. Kim Long tức thời vội lên tiếng, không chỉ bảo vật mà em đây nguyện ý ký khế ước cho ngài làm vật cưới nữa ạ.
chuyển cảnh về phía Linh Nhi, một tên thổ dân mê mệt trước vẻ đẹp của nàng tính dỡ chờ hấp diêm thiếu nữ, nhưng không biết là mình đã trúng mị thuật ảo giác, trước mắt là đang được ôm một em thiếu nữ hàng thật bưởi thật, nhưng sự thật chớ trêu, cả đám được dựa đang ăn cháo lưỡi một bầy nhìn thôi là phát tỏng. Nhân cơ hội này Linh Nhi cũng chạy đi thật nhanh. Linh Tuyền sinh tử cảnh là một vùng sơn cốc nằm ở trung tâm của nhiều ngọn núi bao quanh, nơi đây cây cối mọc thành vòng cung tạo thành lớp vòng ngoài của con suối vàng óng ánh. Ba tên hộ vệ của Huyền Cơ Tông trấn thủ nơi này đang láo nga láo ngơ vò dầu bứt tóc trong làn khói tím mịt mù. Màn vừa rồi hóa ra là Linh Nhi đang bỡn cợt ba người, bọn chúng nổi cơn giận dữ bộc phá linh khí xông lên chỗ nhánh cây Linh Nhi đang ngồi. Chợt toàn bộ linh khí của bọn chúng đang từ trong cơ thể thoát ra ngoài. Tán linh đan mà Linh Nhi dùng là một loại đan dược khi gặp linh khí sẽ hấp thu hết, người bị chúng sẽ bị vất kiệt linh khí, thần trí không ổn định tựa như zombie di động. Thôi, thống lĩnh của Huyền Cơ Tông bất ngờ xuất hiện khí thế bá đạo, để các ngươi trấn thủ vào cửa sơn cốc, vậy mà một nha đầu cũng không đánh lại được. Hắn thấy Linh Nhi một mình cũng dám xâm phạm vào lãnh địa của Huyền Cơ Tông, xem ra cần phải giáo huấn một trận mới được. Ở đây từ khi nào trở thành lãnh địa của Huyền Cơ Tông các ngươi vậy? Nghe được những lời này, hắn lao nhanh về phía Linh Nhi, nàng vẫn ung dung cười, thôi ca ca không phải lại đang tưởng niệm về mấy hạt chân chân đường đen của ta tặng ngươi đấy chứ? Nghĩ đến chân châu đường đen thôi mà thôi thống lĩnh vẫn còn ám ảnh, toát mồ hôi thế éo nào mà không thể dừng ị được. Sao lại tức giận rồi, chân châu đường đen ăn không ngon à? Trước mắt thôi thống lĩnh là linh lực hóa hình phá thiên cảnh của Linh Nhi, hắn vênh mặt tỏ vẻ khinh thường. Thân là thế lực lớn nhất của thần ấn đại lục cấp 9, thiên kim của dược thần cốc mà chỉ mới phá thiên cảnh. Ồ, ta quên mất, hiện tại dược thần cốc đã không còn là thế lực lớn nhất nữa rồi. Hắn giơ năm ngón tay linh lực luân hồi lan tỏa bao lấy Linh Nhi, nhưng một màn ảo lòi hiện ra trước mắt hắn, giờ đây kết giới đã bị phá bỏ. Không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy cơ thể mình đang bò cô bê sấp mặt lờ. Đan dược của Linh Nhi không chỉ có tác dụng lên võ giả mà cả kết giới cũng ăn mòn phá vỡ được. Lúc này thôi thống lĩnh mặt sưng húp không còn nhận ra vẻ điển trai ngầu lòi lúc mới xuất hiện. Đột nhiên một kết giới bao thuộc tính võ giả sinh tử cảnh phủ xuống Linh Nhi, thôi thống lĩnh cùng ba tên hộ vệ. Người đến chính là Lưu Cung Phụng của Huyền Cơ Tông, mục đích của lão đến đây là đến đón Linh Nhi về theo sự nhờ cậy của vị đại nhân vật kia. Hiện tại Linh Nhi chưa muốn quay về liền quay đầu lại bái bai lão một tiếng, nhưng bất ngờ lão đứng ở trên áp chế Linh Nhi bên dưới bằng một nguồn năng lượng rực đỏ. Mắt lão trợn tròn bất ngờ chiêu mới thi triển đã bị dễ dàng công phá như vậy. Là kẻ nào? Là ông nội ngươi đây, giọng Tần Lập từ trên kim long vọng xuống. Lão thấy người trước mặt đang cười trên cự long sinh tử bật cao ác hẳn là một cao thủ trong tranh thủ, liền lên tiếng, đây là lãnh địa của Huyền Cơ Tông chúng ta, mời các hạ mau rời đi, lão phu có thể coi như không có chuyện này. Xem ra Lưu Cung Phụng không xem con thần lằn ta đang cười là sinh tử bậc cao ra gì rồi, vậy mà muốn cáo mượn oai hùng ư? Giọng nói này chính là sư phụ. Biết được Tần Lập là sư phụ của Linh Nhi, lão vãi cả mồi hôi, cô ta tìm đâu ra một sư phụ mạnh như vậy chứ. Tần Lập lúc này giao lão ra hỏa kia cho Kim Long đối phó, còn mình qua chỗ Linh Nhi xem thương thế đệ tử như thế nào rồi. Nhưng mà tại sao đại tử lại xuất hiện ở đây? Đang lúc giao tranh với Kim Long, lão gia hỏa Cung Phụng vẫn còn tâm tư định đánh lén Tần Lập, hắn quay người chụp tới men chính. Nào ngờ linh lực bộc phát nổ thật lớn khiến lão già văng ra xa, cả người trồng cây chuối đi đầu xuống đất. Sau khi bị hạ do ván, lão Cung Phụng hoa cả mắt, vừa đúng lúc Linh Nhi nhận ra chỗ này là nơi cô ta chôn tán linh đan, không ngờ vụ nổ vừa rồi xuất phát từ đan dược, nó lại có cách dùng thần kỳ như vậy. Đúng rồi sư phụ, sao ngài lại tìm đến chỗ này? Là ba tên chuột cống có mưu đồ bất chính với lão sư nói cho ta biết chỗ có linh tuyền sinh tử cảnh nên ta mới đến đây. Hồ nước sâu ở phía trước kia có lẽ chính là vị trí của linh tuyền. Linh Nhi mắt tròn xoe nhìn về phía hồ nước, bảo vật ở đây vậy mà là linh tuyền sinh tử cảnh. Phiền phức cuối cùng cũng tìm đến, lão tông chủ của Huyền Cơ Tông, Huyền Chiến đã xuất hiện vào lúc này. Hai thầy trò Tần Lập sắp đối mặt với cao thủ thực lực không phải là sinh tử cảnh bình thường nữa. Trước mắt men chính, đại tử Linh Nhi bị một cỗ linh lực áp chế vào bên trong không có cách nào chạy thoát được. Khi thế lão ta xông tới điên cuồng, lôi đình cuồn cuộn linh khí cuồng bạo tỏa ra, đã giết con ta mà còn muốn chạy. Dưới áp lực mạnh mẽ, Tần Lập thi triển kết giới phòng ngự, cả thân người bao bọc trong một quả cầu linh khí, không gian xung quanh đều bị linh khí của lão ta ảnh hưởng. Không lẽ đây là cảnh giới chúa tể cảnh? Nhanh như thiểm điện, những lưỡi dao tử thần lần lượt công kích về phía Tần Lập. Khi thế bá đạo của những lưỡi dao ấy xuyên qua kết giới, men chính thân thể liền hứng chịu liên tiếp nhiều lưỡi dao công kích từ bốn phương tám hướng. Tần Lập đã bị trọng thương sau khi chính diện đón đỡ nhiều đòn tấn công liên hoàn như thế, lúc này một chân đang khuỵu dưới đất, thân thể không thể động đậy được. Lão gia hỏa lao tới tung một cước thật mạnh vào ngực Tần Lập, khiến cả người men chính bay đi như đạn pháo đại bác vừa bắn ra, xuyên thủng hàng loạt dãy núi, cuối cùng thân thể Tần Lập nằm trong đống đất đá đổ nát, trọng thương rất nặng đang nằm bất động. Một cước vừa rồi công kích quá mạnh, thiếu chút nữa là bay màu rồi. Nam chính lúc này khụ khụ phun ra một ngụm máu, trên tay kiếm khí đã sẵn sàng chiến khô máu. Chợt một luồng năng lượng mạnh mẽ truyền đến thân kiếm, men chính éo hiểu chuyện gì đang diễn ra, rồi Tần Lập bước tới đặt tay lên chỗ phát ra cỗ năng lượng ấy. Kim quang chiếu rọi, hồi quang phản chiếu lại hình ảnh trước đó của địa cầu. Hai luồng năng lượng cực đại công kích lẫn nhau giúp cuộc cỗ kiếm khí đó tại sao lại ngăn cản bàn tay kim sắc kia. Đến cùng địa cầu xảy ra chuyện gì là một vấn đề khó hiểu. Lúc này Tần Lập nhắm hai mắt cảm nhận cỗ năng lượng kia, đồng thời linh lực trong cơ thể bỗng cuồn cuộn không ngừng với luồng khí tức cỗ xưa ấy. Kiếm khí cũng đồng thời tỏa ra kim quang như cỗ năng lượng kia. Tụ khí đã xong, men chính liền nói, lão cẩu Huyền Chiến kia đâu rồi?
Bọn hậu về đứng gần liền nói, đối phó với loại xa cơ thất thế như ngươi chỉ cần chúng ta là đủ. Cả đám lao tới vung kiếm định sơi tái Tần Lập. Men Chính đứng yên chỉ một cái nhìn lướt qua cả đám hậu vệ liền bị linh lực ăn mòn, đang giải dụa chút hơi thở cuối. Sau khi đám tôm tép đã giải quyết xong, chỉ còn lại tên đầu sỏ Huyền Chiến. Lúc này thanh kiếm trên tay Tần Lập cũng nứt ra vài đường, không biết nó có chịu đựng được uy lực của thiên giai tâm pháp hay không. Tông chủ Huyền Cơ Tông Huyền Chiến mặt âm trầm chưa vội xuất thủ, vì trước mặt hắn Tần Lập dường như lại biến thành một người khác, khí tức hoàn toàn không giống như của một người. Nghĩ nhiều thế cũng không giải quyết được gì, ngươi hãy chết bồi theo con ta đi. Lão ta bắt đầu giơ một tay lên, năng lượng ngưng tụ thành một cột quang man màu đỏ, khí thế bá đạo chuẩn bị khu động bắn về phía Tần Lập. Không đợi hắn ta chuẩn bị xong, Men Chính vung kiếm bổ một kiếm ầm ầm về phía lão. Chỉ thấy một tia sáng trắng từ đỉnh đầu lão ta chạy dọc xuống dưới. Khi nhận ra kiếm pháp của Men Chính không phải là ở thế giới này thì hồn lão cẩu đã lìa khỏi xác. Cha con đoàn tụ ở địa phủ, hẹn ngày không gặp lại. Sau đó kiếm khí trên tay Tần Lập cũng vỡ vụn sau khi thi triển thiên giai tâm pháp xong. Cuộc chiến kết thúc, cường giả chúa tể cảnh lại thật sự vong mạng dưới tay luân hồi cảnh. Linh Nhi cũng được giải thoát, chạy tới ôm lấy sư phụ mình. Ba con chuột cống chứng kiến hết cuộc chiến kinh thiên động địa vừa rồi, chúng tỏ ra kinh hãi tột độ. Thiên địa dường như bị cắt ra làm hai dưới một chiêu ấy của Tần Lập. Trận chiến vừa qua tay của Tần Lập tạm thể không thể dùng kiếm được, nghỉ ngơi điều dưỡng một chút sẽ ổn. Linh Nhi chợt nhớ ra có một loại đan dược thần cốc có thể làm thuyên giảm vết thương. Đan dược mà Linh Nhi nói đến có nguồn gốc từ thần cốc của nàng. Cuối cùng Tần Lập cũng biết được xuất thân của Linh Nhi là từ dược thần cốc. Dược thần cốc chính là thế lực lớn nhất của đại lục thần ấn cấp 9. Linh Nhi thân là con gái của cốc chủ, từ nhỏ đã được vô vàn sủng ái. Nàng lúc nhỏ biểu hiện ra một năng lực nhận biết phi phàm cùng với thiên phú luyện đan. Lúc chưa bắt đầu tu luyện đã có thể tùy tiện chế tạo ra vài loại đan dược làm tăng tiến tu vi. Thân là thiên kim của dược thần cốc, nàng có sư phụ là võ giả tốt nhất để hướng dẫn tu luyện. Lúc nhỏ mục tiêu của Linh Nhi chính là trở thành sự tồn tại mạnh mẽ như cha nàng, Lâm Nghị. Tuy rằng lúc đó Linh Nhi được khen ngợi là thiên tài luyện đan của dược thần cốc, nhưng trong giới võ giả thì thiên phú tu luyện của Linh Nhi lại tỏ ra cực kỳ tầm thường. Tuy nhiên vào lúc thất bá của Linh Nhi đột phá thành công xuất quan, lúc đó có một môn phái cường đại hơn dược thần cốc gấp nhiều lần lệnh cho Huyền Cơ Tông đến cầu thân. Huyền Chiến lúc bấy giờ cùng người hầu mang xính lễ tới dược thần cốc, nhưng bọn họ không chỉ đơn thuần là cầu thân, dường như đang nhắm đến năng lực nhận biết đặc thù của Linh Nhi để mưu đồ bất chính. Sau đó bị cha nàng phát hiện, kiên quyết cự tuyệt mối hôn sự này. Vì quyết định của cha nàng, các trưởng lão khác trong tông môn cảm thấy sợ hãi nên bắt đầu xảy ra chia rẽ. Hiểu rõ tính nghiêm trọng của sự việc, Linh Nhi liền rời khỏi dược thần cốc. Dưới sự giúp đỡ của một số tông môn có quan hệ tốt với dược thần cốc, nàng đã trốn khỏi thần ấn đại lục. Qua rất lâu, trước khi đến được đại lục Thiên Hà, Linh Nhi biết được tông môn vì đổi lấy một cơ hội sống nên đã liệt nàng vào danh sách phản đồ bỏ trốn. Mà nàng nghe được phụ thân mình cũng đã tiến vào trạng thái bế quan, rất lâu rồi không còn xuất hiện trước mắt mọi người nữa. Quần long không đầu, dược thần cốc càng lúc càng suy bại. Để trở về dược thần cốc, nàng bắt đầu đi khắp các bí cảnh để thu thập bảo vật để gia tăng tu vi. Sau đó trong bí cảnh Thương Lan tình cờ gặp được Tần Lập bái làm sư phụ. Trở lại thực tại lúc này, Tần Lập nhìn Linh Nhi với vẻ dịu dàng, không ngờ đệ tử mình một thiếu nữ mới lớn mà lại gặp phải nhiều trắc trở như vậy, nhất định vi sư sẽ giúp ngươi. Một thầy một trò bước đến linh tuyền sinh tử cảnh, quả nhiên là bất phàm. Bất ngờ kim long trên không trung đang bị lôi đình quấn chặt rồi cả thân rồng rơi xuống. Kim long thất thế, e rằng người trước mặt lại là một tên ở cảnh giới chúa tể cảnh nữa. Thương thế của Tần Lập lúc này chưa khỏi, tạm thời không thể sử dụng chiêu thức thứ năm được. Trong một khoảnh khắc tên lôi gia kia dịch chuyển tức thời, xem ra hắn ít nhất là chúa tể cảnh trung giai. Ngươi có gan động thủ với người lôi gia, ta nên nói ngươi can đảm hay là vô tri đây? Dứt lời hắn lập tức đâm Tần Lập từ phía sau, lôi quang kiếm khí xuyên thấu qua người Men Chính rồi bị tên kia đạp xuống linh tuyền. Trước khi chết ra sẽ cho ngươi hưởng thụ một chút mùi vị của linh tuyền sinh tử cảnh như thế nào. Vừa xử xong sư phụ, hắn quay về phía đại tử của Tần Lập, nhận thấy sức mạnh linh hồn của nàng rất mạnh, hắn nảy sinh muốn cướp luôn. Bên dưới linh tuyền, vết thương Tần Lập máu không ngừng tuôn ra, cảnh giới lúc này đã đột phá lên sinh tử cảnh, nhưng lại không có cách nào khống chế được linh khí, cơ thể đang bị nước suối chuyển hóa. Vô vàng cánh tay linh lực đang níu kéo Tần Lập, Men Chính lúc này chìm vào hôn mê, nhưng cảm giác bên ngoài có vật gì đó tựa cái chổi đang lơ lửng. Co ngừng truyền linh lực chữa lành vết thương chí mạng lúc nãy cho Tần Lập, thân chổi biến thành một cây kiếm tràn đầy linh khí màu xanh lam. Trên bờ tên họ Lôi đứng khựng người trước dòng linh tuyền không ngừng cuộn trào dậy sóng, tiểu tử kia vẫn chưa chết sao có thể? Pha xuất hiện ngầu lòi tay cầm kiếm khí vung lên, linh lực vô tận của Tần Lập khiến tên Lôi ra vãi mồ hôi, nghiến răng tức giận. Như thế này mà vẫn chưa chết, vậy thì để ta đích thân tiễn ngươi một đoạn đường. Nói xong hắn giơ tay lên trời, thiên địa rầm vang, lôi đình sấm chớp không ngừng cuồng bạo nhằm hướng Tần Lập mà tới. Thế công địch nhân đang tới, chỉ thấy Men vung kiếm trên tay chém ra trực diện. Tên họ Lôi nét mặt bắt đầu sợ vãi tè, mồ hôi liên tục toát ra vì một chiêu mạnh nhất của hắn bị Tần Lập phá dễ dàng như thế chẻ tre. Kiếm khí xuyên qua lôi đình cuồng bạo rồi xẹt mạnh vào lưng hắn một đường. Dính một kiếm của Men Chính, tên họ Lôi vẫn chưa chết, quần áo rách tả tơi, hắn tức sôi máu, một tên rác rưởi thực lực hạ đẳng như Tần Lập sao lại có được loại kiếm pháp như vậy. Đã kết thúc phần 38 của Đệ Nhất Người Ở Dễ rồi. Cả nhà đừng quên cho Sonic review một like, một subscribe kênh, mình sẽ rất vui và xem đó là động lực từ cả nhà giúp Sonic ra thêm nhiều review hơn nữa.
Và các bạn nhớ ấn vào cái chuông để nhận thông báo video mới nhất được đăng trên kênh của mình nhé. Cảm ơn cả nhà, bye bye và hẹn gặp lại các bạn.